Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình thực hiện một cái video clip về cách ghép chổi cà phê. Thì trước hết chúng ta chuẩn bị cái cả mít và là cái gốc ghép. Còn cái đối với chổi thì chúng ta chọn giống là thì giống chuẩn. Bây giờ mình vườn của mình đã mình chọn giống TR4. Còn các bạn thích ghép cái giống gì thì tùy ý các bạn. Vùng đất của mình đây thì chắc là giống TR4 nên mình thực hiện ghép giống TR4. Và đây mình sẽ ghép những cái chồi gọi là cái mắt đấy vào và tiến hành ghép mắt vào cái thân cái cà mít. Thì để tiến hành ghép chúng ta phải chuẩn bị chồi, sẽ cắt lấy hai mắt hai bên và sẽ cắt tỉa gọn gàng cái mắt ghép này, mục đích là để dễ quấn bằng keo cho nó gọn, ví dụ như những cái này. Đấy, gọn gàng như thế. Đối với cái ghép này thì tỷ lệ sống của nó là 90%. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắt cái phần ngọn của cái cà mít này đi cho nó. Mình sẽ cắt một đoạn gọi là tương đối, gọi là nó cũng già già tương đương với cái mắt ghép này. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành ghép. Ghép vào đây nhá. Chẻ đôi cái thân cây cà mít. Đấy, một đoạn khoảng hơn 2 cm. Để tiến hành gọt cái chổi ghép. Đối với con dao này thì các bạn sử dụng cái dao mài càng bén càng tốt, càng sắc càng tốt. Tại vì khi chúng ta gọt thì nó sẽ không bị tổn thương nhiều về cái mắt ghép này, chổi ghép. Đấy, chúng ta vát một đường chéo này. Đấy, các bạn cắt tỉa thật là cẩn thận. Sau đó chúng ta sẽ nhét vào khe. Khi nhét vào khe thì các bạn chú ý phải để một bên vỏ là phải khớp nhau, còn một bên thì không cần khớp cũng được, để nó lồi ra thế này cũng được. Đấy, nhưng mà các bạn phải chú ý làm sao để một bên vỏ nó khớp với nhau. Sau khi đã cắm chồi vào thì chúng ta tiến hành quấn băng keo. Đấy, các bạn chú ý nhé. Đấy, quấn chặt vào, quấn từ dưới lên trên, bọc lại, bọc cái chồi ghép lại, để mục đích của nó là chống mất nước, chống héo cho cái chồi này, để một thời gian sau nó liền lại cái môi ghép rồi nó sẽ mọc chồi hai bên này. Đây một chồi, bên này một chồi. Chúng ta sẽ nuôi hai chồi đó. Đây, quấn chặt vào và cột lại cho chắc. Đấy, thế là chúng ta đã ghép xong một cây cà. Một thời gian sau thì khi hai chồi này mọc lên thì chúng ta sẽ tiến hành cắt bỏ một chồi hoặc là nuôi cả hai chồi và sẽ rạch sang cái bầu lớn. Còn tại vì cái bầu này quá nhỏ, ta sẽ rạch sang lại bầu lớn hơn. Đấy, ghép xong. Đấy,
là mình cũng đã tiến hành ghép được một số cây, một nửa vườn này. Đây là 200 mấy cây, 200 mấy cây đây, mình đã ghép được gần một nửa.